Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lâm Gia. Rất là nhanh thôi, mới khoảng 1-2 tuần trước thì mình có làm một video, đó là tặng mã giảm giá Lada nhân dịp kênh 55.000 sub. Thì hôm nay kênh đã 65.000 sub rồi. Thì Lada có tặng mình thêm cái mã giảm giá. Thì mã giảm giá này ngon gấp đôi cái mã giảm giá lần trước luôn. Và lần này số lượng lên tới 400 cái nha, chứ không phải là 100 cái nữa. Thì mã giảm giá này sẽ giảm được 30.000 cho đơn là 150. Tương đương 20% luôn á. Mình thấy mã giảm giá cực kỳ ngon luôn. Lada đang có chiến dịch bay đây, điêu khủng lương đã về. Chi tiết chương trình mình sẽ để link ngay bên dưới nha. Với rất nhiều chương trình khuyến mãi luôn. Các bạn vào có thể tìm được những sản phẩm ưng ý thì sao, và kèm theo đó áp dụng thêm mã giảm giá của mình nữa, thì các bạn sẽ mua được những món có giá rất là hời luôn. Quảng cáo tí thôi. Và tiếp đó là cách để lấy mã giảm giá nha. Rồi vô. Thì cái cách thức để lấy mã giảm giá cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên ngay bên dưới video này, các bạn mở ra nè, thì các bạn sẽ đọc được cái phần thông tin nè. Ở đây mình sẽ có để một cái là link mã giảm giá nè. Thì khi đó các bạn bấm vào thì nó sẽ tự động mở ra app Lada. Nếu như bạn nào chưa có cài app Lada thì tự động nó sẽ đưa bạn qua CS Lay. Thì bạn hãy cài app Lada vào nha, bởi vì mã giảm giá này bắt buộc xài trên app. Sau khi vào, các bạn sẽ thấy ở trên cái phần tìm kiếm nè. Đây chỉ là ví dụ nè. Thì cái mã giảm giá khi các bạn click vào á, thì nó sẽ hiện thị ngay trên đây. Các bạn chỉ cần nhập cái mã giảm giá này vào là có thể sử dụng được ngay. Còn một cái nữa, mình sẽ để luôn ở phần ghim bên dưới phần bình luận. Các bạn cứ kéo xuống dưới và các bạn thấy bình luận đầu tiên nè, bình luận Lâm Gia đã ghim nè, thì các bạn bấm vào. Thì đó là hai cách để các bạn lấy mã giảm giá. Thì cái mã giảm giá này mình chỉ đang để là ví dụ thôi nha. Thì các bạn chỉ cần lấy cái mã giảm giá này và các bạn nhập vào. Và đó chính là những gì mà mình muốn nói ở trong video này. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi kênh YouTube Lâm Gia nha. Và mã giảm giá thì chỉ có 400 cái thôi, cho nên các bạn hãy nhanh chóng áp vào để mua những món mà mình thích nha. Rồi, mình xin kết thúc video của mình đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Tạm biệt và hẹn lại các bạn trong một video gần nhất.